Em chào các bác nhé. Cái phiên trưa ngày hôm nay thì em có một số những mặt hàng như là vôi rừng Myanmar này, long tu xuân Di Linh này, nhạn Thái này, và một số cái mặt hàng đai châu Hà Hải Yến nhé. Đây đầu tiên nó là cái hàng nhạn Thái đi. Nhạn Thái em đang bán là 150.000 một cây. Hàng chưa bao gồm phí ship nhé. Ship bên em thì đồng giá là 40.000. Mặt hoa của nhạn Thái này. Cái nhạn này nó là cái nhạn cấy mô, cho nên là mặt hoa của nó là tương đối với cái mặt hàng rừng của mình nhá. Còn về cái hương thơm thì nó cực kỳ thơm, hoa rất là bền này. Một cây này thì nó cứ dao động từ 5 cặp lá đổ lên. Đây, nhạn Thái lá xếp này. Hàng này hàng dễ gió nhá. Nên là về các bác có thể để cái này sang chậu, hoặc là các bác bóc cái chậu nhựa này ra mình ghép vào lũa cũng được. Đó. Đây. Còn tiếp theo em sang cái hàng vôi Myanmar với lại cái long tu xuân của anh em này. Đồng giá là 220k một bảng nhá. Đầu tiên nó là vôi đi. Vôi rừng Myanmar. Hoa cực kỳ thơm luôn này. Đây, hoa tím đậm nhá mọi người nhá. Bông nó đẹp lắm. Cái bông nó cực kỳ nét luôn này. Siêu thơm này. Một bảng vôi rừng này thì nó cứ dao động từ 16-17 ngọn đổ lên, 100% là thân hoa này. Và hàng này sẽ xen kẽ cả thân ngắn, thân dài nhá. Đây, cái hàng này nó là hàng thuần 53 rồi. Về bây giờ các bác chỉ treo lên như này thôi. Nó đang tiếp tục đi ngọn mấy nữa nó dài ra ấy, xong nó sổ hoa đẹp lắm. Cái vôi này thì hoa nó sẽ nở rải rác từ tháng 11 đến tháng 2 âm. Có túi phân ở đây này thì khoảng 2 tháng các bác thay cho em 1 lần nhá. Và trong cái khoảng thời gian chăm sóc thì cứ một tuần mọi người tưới bên một cho em 2 lần. Đó. Còn bên này nó là cái hàng long tu xuân Di Linh, hàng hoa chuẩn Tết ạ. Đây, các bác nhìn cho em này. Đẹp chưa? Cái dòng này nó rất là dày hoa nhá. Siêu dày hoa. Hàng thuần, năm thứ 3. Đây 100% là thân hoa này. Một bảng này thì nó cũng dao động từ 16-17 ngọn đổ lên, thân ngắn thân dài xen kẽ nhá. Cái hàng này thì chăm sóc đúng như cái hàng hoàng thảo vôi. Túi phân này cũng 2 tháng các bác thay cho em 1 lần nhá. Mọi người tránh cho em, đừng để nó dính nước mưa nhá. Và khi mà tưới nước ạ, mọi người tưới đẫm phần gốc cho em này, phần thân phần lá này. Mọi người phun sương sương thôi nhá. Ôi, chuẩn đẹp vô cùng luôn. Còn đây trên này nó là cái hàng châu Thái ôm gỗ này, mặt hoa sổ số các bác nhá. Có đủ các mặt hoa luôn ạ. 180.000 một bảng, bảng 2 cây. Đây là một loạt những mặt hoa của nó này. Cái dòng này nó là dòng hoa Tết nhá. Cái cuống hoa cũ đây, cho nên là bảo hành với các bác 100% trong năm nay mọi người có hoa chơi nhá. Một bảng 2 cây này, một cây thì nó cứ dao động từ 2 cặp lá rưỡi đổ lên. Cái hàng này về bây giờ các bác cũng chỉ ngoặc cái móc này lên, các bác treo lên là được. Mọi người có thể trồng chậu cũng có thể ghép lũa được nhá. Cưa bớt cái gỗ này cho em cho nó ngắn đi cho nó không bị cồng kềnh. Đó. Mặt hoa sổ số đủ mặt hoa luôn, 180.000 này. Đây, tiếp theo em sang cái hàng Hải Yến nhá. Hải Yến tím, hàng hoa chỉ thiên nhá. Đây một bảng như này em bán với giá là 180.000. Hoa trắng tím này. Cái dòng này hoa cực kỳ thơm luôn, nó là dạng hoa chùm. Giống dạng đai châu ấy ạ. Đây các bác nhìn cho cái màu hoa này. Rất là đẹp luôn nhá. Hàng thuần. Năm thứ tư rồi. Cái này thì hoa nó ra quanh năm, chuẩn bị đến mùa hoa của nó rồi đấy ạ. Một cái bảng gỗ này thì nó sẽ có khoảng tầm 3-4 ngọn cho một cây nhá. Đây cuống hoa cũ này. Cái này cứ khoảng tầm 3-4 tháng thì nó ra một đợt hoa, cứ 3-4 tháng một đợt hoa, mà hoa mỗi một đợt nó sẽ kéo dài khoảng tầm 20 ngày ạ. Hàng lá xếp đẹp lắm. Combo 5 loại kiếm sẽ được bao ship của nhà em nhé. Hàng gieo hạt này, phan trí này, xanh Huế này, vàng Tây Ninh, vị hoàng và coco semi. Hàng này em bán đồng giá là 150.000 cho một chậu. Từ 5 chậu trở lên em bao ship nhé. Còn các bác mua lẻ 1-2 chậu thì phí ship đồng giá là 40.000 giúp em ạ. Kiếm này nó là hàng gieo hạt năm thứ 2. Đây này, mặt lá láng nhá. Hàng kiếm láng này. Thanh đạm Indo hàng 2 mùa hoa của nhà em nhé. Một chậu siêu to này em bán với giá là 380.000 này.
Toàn bộ giá hàng ở bên nhà em là đều chưa có cước vận chuyển, nên là các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng nhé. Đây, thanh đạm này của nhà em nó là cái chậu size đại này. Một chậu này nó phải xấp xỉ khoảng tầm 20 thân nhé. Một năm thì sẽ có hai đợt hoa, một đợt hoa hè và một đợt hoa Tết. Hàng thực tế luôn này cả nhà này. Hàng này thì hoa của nó cực kỳ thơm nhá. Hoa thơm, tương đối là bền. Cái vòi hoa của nó ấy ạ, nó cũng rất là dài nhá. Đây mọi người này, lần này nó đang bắt đầu nó có cái nụ rồi này. Đây, 380k. Chậu này cực kỳ to luôn ấy ạ. Đây này, mầm đang lên này, cái mầm mới, thân mới nó đang lên này. Hàng này nó là hàng thuần rồi, về bây giờ các bác chỉ để như này các bác treo lên là được nhá. Hoặc là mọi người sang cho em cái chậu nó đẹp hơn thôi. Các bác đừng có dỡ đừng có đập cái bụi ở bên trong nhá, không đứt rất dễ nhá. Cái thanh đạm này thì nó không ưa nước nên là khoảng tầm 2-3 ngày các bác tưới một lần là được. Sóc tím chậu 2 cây nhá các bác nhá. Đây một chậu 2 cây này em bán với giá là 140k. Và toàn bộ hàng là em không bao ship, phí ship đồng giá là 40.000 nhá. Các bác lấy một chậu hay bao nhiêu chậu ship đồng giá 40.000 hết đây này. Dễ này. Cái sóc này thì mùa hoa của nó là nó rơi vào khoảng tầm tháng 5 đến tháng 7 dương nhá. Mặt bông này. Ra ngoài thì bông cực đẹp luôn, dạng hoa chùm, nhìn đúng như đuôi con sóc ấy. Đẹp lắm. Hoa tím trắng. Hàng này là cái lá này nó là cái lá được nắng nhá. Màu này là màu được nắng này các bác này. Đồng giá 140k một chậu 2 cây. Về các bác có thể tách ra các bác ghép vào lũa cũng được, trồng sang chậu cũng được. Cái này nó là dễ gió cho nên là nó không cần giá thể trồng đâu. Các bác trồng bo không như này nó vẫn sống nhá. Em còn một ít cái điệp chuẩn mặt bông nhá. Thanh lý nhanh 100k một bảng này. Đây này. Siêu thơm nhá. Mặt bông thực tế luôn này. Đẹp chưa? Hàng chuẩn mặt hoa các bác nhá. Đây. Cứ 100k một bảng này. Hàng xả là em không bao ship nên là các bác cộng thêm cho 40.000 tiền ship nhá. Ship đồng giá 40.000, mọi người mua một bảng hay ba nhiêu bảng thì cũng là 40.000 hết này. Đây mầm mới đang lên đây này. Cái hàng này thì có những bảng nó đang có nụ, có những bảng thì nó ra ki nhá. Còn đấy chuẩn mặt hoa luôn cho mọi người đây. Mặt bông thực tế luôn đây. Không cần phải xem ảnh nữa mà xem thực tế luôn này. Đẹp chưa? Mặt bông yêu lắm nhá. Em xả siêu rẻ có 100k thôi. Cái hàng này đợt trước em bán là 170 đấy. Hôm nay bán như này là bán mặt hoa cho các bác nhá. Đây này, mặt bông này. Bông to nhá, ra ngoài bông to nhá. Rất là yêu luôn này.